là anh Nam có mời chúng tôi tới đây trong cái cương vị là thay mặt cho thượng nghị sĩ để trả lời một số cái câu hỏi nó liên quan tới cái, nó thật sự là liên quan tới Thương Uyên, nhưng mà thật sự chính là liên quan đến cái bài phỏng vấn của anh với Nam Lộc. Dạ. Vì chúng tôi thấy rằng qua cái bài phỏng vấn của Nam Lộc đó đã để lại một cái lỗ hổng rất là lớn. Dạ. Thay vì cái nhìn tích cực đối với cái việc làm của thượng nghị sĩ Trần Thanh Nguyên, để chúng ta cùng đồng lòng đoàn kết bên cạnh bà để đưa vấn đề này như bà nói đó, đi đến thành công hay, thì anh Lâm Lộc lại dùng một cái phương thức của anh để làm hướng dẫn sai lạc, để làm lạc lối cái suy nghĩ của đồng hương, thậm chí chúng tôi nhìn được có một sự hiểu lầm. Cho nên chúng tôi có cái nhiệm vụ để thay mặt bà để trình bày lại với đồng hương hiểu, và cũng mong anh Lâm Lộc thế này, cái người mà anh cần phải trao đổi mà liên lạc mà chính thức mà gõ cửa đúng nhất á, như là chữ anh nói đó, là phải gõ cửa thường xuyên để cùng ngồi với nhau, để nói chuyện với nhau, để có gì chính anh là cái người có ảnh hưởng đối với đồng hương, đối với dư luận đó, anh sẽ người giúp bà để đưa lên. Thì chúng tôi cũng hiểu tại sao là anh không làm điều đó, anh làm điều ngược lại. Bởi vì tôi thấy ngay từ đầu khi anh nói là anh đi gõ cửa khắp nơi, nào là bộ ngoại giao, nào là thường xuyên liên bang, anh biết gì cả, anh có gì ăn, có gì cả, có gì tên anh có gì hết. Xin thưa, anh gõ kỹ sai rồi, anh gõ kỹ sai, anh gõ cửa sai, cái cửa anh phải gõ là thường xuyên rất đấy người. Vì anh thừa biết người đưa ra cái nghị quyết này, người đưa ra cái tác giả của này là thường xuyên rất đấy người, tại sao anh không gọi với thường xuyên rất đấy người? Mà đối với thường xuyên rất người có tâm tình với tôi đó, và có trao đổi trong cái cuộc phỏng vấn khác đó, bà nói rằng bà không có là gì với anh Nam Lộc, cái đã hơn 20 năm rồi, chính bà khi còn là giám sát viên đã vinh danh anh đó trong cái những đóng góp của anh trong cái quá khứ. Thế nhưng lần này đó, tôi không hiểu vì sao anh lại không gọi. Và chính thường nghị sĩ Giang cũng rất thắc mắc, rất ngạc nhiên vì sao cái cửa mà anh gọi đúng nhất là cửa của thường nghị sĩ Giang Nguyễn anh không dùng, mà anh đi gọi tùm lum, anh gọi nào là bộ ngoại giao, nào là thường nghị liên bang, vân 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 vân, để rồi anh đưa ra những con điều mà anh cho rằng là cũng giống như cái buổi anh gặp tôi là tại kitchen restaurant, anh còn nói ôi anh hỏi làm thế nào để nói với thường nghị sĩ là phải đi đến nơi chỗ, ủa thường nghị sĩ không đi đến nơi chỗ hồi nào, ủa thường nghị sĩ Giang Nguyễn mì dân hồi nào, bà đâu có mì dân đâu, bà làm tên nơi chúng bà cũng đánh trống bầu dùi. Thế mà anh Nam Lộc đã dùng cái cách diễn giải của anh, chúng tôi thường phiên nói thẳng là anh đã làm gây hoang mang dư luận, anh đã làm sai lạc, dẫn dắt những cái dư luận đi theo một cái hiệu ứng không có tích cực. Thậm chí nếu chúng tôi không có thể nói thêm đúng hơn nữa đó, là anh đã hướng dẫn một cái dư luận làm hiệu lầm thử sĩ Gia Nguyệt là người không có lòng, trong khi đối với bà là một người rất có lòng.